xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về phần hình học trong chương trình toán lớp 7 Nội dung của bài hôm nay đó chính là tam giác vuông cân. Đầu tiên là mình sẽ nói với nhau về cái định nghĩa dấu chấm thứ nhất đó là định nghĩa. Nào, theo con tam giác vuông cân là tam giác như thế nào? Tam giác vuông cân. À. Là tam giác có. Tam giác vuông cân. Hai cạnh bằng nhau. Là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Thế thôi. Ấy. Và hai góc bằng nhau. Cái gì đấy? Tam giác cân nó cũng như thế mà. À tam giác vuông cân á. Ừ. Là hai cạnh bằng nhau và có một góc vuông. Thế thì phải nói là tam giác vuông cân là tam giác vuông. Đầu tiên nó phải cạnh cạnh. là tam giác vuông đã. Đúng không? Mà cạnh bằng có cạnh nhau. hai cạnh bằng nhau. Tức là nó phải vuông rồi. Xong rồi nó lại còn thêm hai cạnh bằng nhau nữa. Đúng chưa? Rồi. Cái thước đâu rồi? Đây à? Nào, bây giờ vẽ một tam giác vuông cân. Sau đó chúng ta sẽ đánh dấu các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau. Đấy, đây. Thầy vẽ một tam giác vuông tại A. Thế thì hai cạnh nào bằng nhau ta sẽ phải đánh dấu vào. Đó là AB bằng với AC nhá. Rồi, tam giác vuông cân là tam giác vuông này. Vuông nhá. Mà có hai cạnh bằng nhau. Được chưa? Rồi ok. Thế tính chất của tam giác vuông cân là gì? Tính chất là 2 góc tính chất bằng 45 độ. Hai góc nhọn. Tức là bình thường trong định nghĩa thì người ta nói là hai cạnh bằng nhau. Nhưng mà cái tính chất suy ra bên cạnh đấy là hai góc nhọn nó lại cũng bằng 45 độ bằng nhau. 45. À bằng nhau nhưng mà lại bằng 45 độ nữa. Vì sao? Tại vì là đây sẽ là 90 độ này À vuông thì là 90 độ. Mà tổng ba góc là 180 độ. Nháp vào đây nhá. Góc A này cộng góc B này cộng góc C này bằng 180, bằng 180 độ. độ. Mà góc A là 90 rồi. Cộng với góc B cộng với góc C. À, B và C bằng nhau. bằng 180 độ. Vậy B đầu tiên C. là mình có B cộng C là bằng 90 đã. Tính chất tổng hai góc nhọn trong một tam giác vuông đấy. Thế xong lại mà mà góc B thì nó lại bằng góc C. Thế nên ta mới suy ra là mỗi góc ở đây sẽ chính là bằng 40 Còn 90 2. 45 độ. Thế thì tính chất ở đây ta sẽ ghi là gì? Tam giác vuông cân tam giác vuông cân thì có hai góc nhọn bằng, bằng nhau bằng nhau và bằng 45 độ đó đúng chưa rồi thế bây giờ mỗi khi mà đề bài nó cho một tam giác vuông cân tức là khi mà làm bài tập nhá khi làm bài khi làm bài phải đề cho tam giác ABC là vuông cân tại A vuông cân tại A thì suy ta ra. sẽ suy ra được những điều gì à, à ta ghi suy ra cái này cho đẹp suy AB ra AC. đầu tiên là AB bằng, AC. AB bằng AC cái này là theo định nghĩa. theo định nghĩa đúng rồi theo định nghĩa rồi suy ra cái gì nữa B bằng C. Góc, góc B, B. Bằng C. Bằng góc C Theo tính chất Bằng 45 độ Cái này là theo tính chất Đúng chưa? Rồi còn cái gì nữa? Phải nhớ để mà làm bài tập Góc A thì bằng 90 độ À đúng rồi Cái chữ vuông ở đây ta chưa nhớ này Thì đó là còn phải suy ra một điều Đó là góc A bằng 90 độ 90 độ Theo định nghĩa Đúng rồi Giả thiết ta cho thế Đấy Làm bài tập mà đề nó cứ nói một cái câu trong bài là Cho tam giác ABC vuông cân tại A Là ta sẽ suy ra những điều như này và dùng những điều này để làm bài tập để xét tam giác bằng nhau hoặc là để chứng minh gì đó đi đúng chưa thế vẫn dấu chấm cuối cùng đó là à, dấu hiệu nhận biết tam giác vuông cân hay là cách chứng minh một tam giác là vuông cân thì phải làm gì nhá à, cách chứng minh cách chứng minh một tam giác là vuông cân nào bây giờ con nói cho bố xem là con phải chỉ ra những điều gì nào? Cách 1. Phải chỉ ra những điều gì? Hai góc nhọn bằng 45 độ. À, tức là chỉ ra là hai góc nhọn bằng 45 độ, tức là à hai góc nhọn bằng 45 độ. Thế không phải kể không không phải chứng minh nó vuông à? Không. Vì sao? Bởi vì hai góc nhọn bằng 45 độ là 90 độ. Ờ à tổng là 180 thì góc còn lại sẽ tự động ở vuông. À, được. Ok. Vậy như thế này là đúng rồi. Mở ngoặc góc kia tự động là 90 độ. Tất nhiên trong bài mình có thể nói rõ ra hoặc hoặc là mình làm thế nào đấy để cho người ta hiểu bài, nhưng bản chất chỉ cần chứng minh hai góc nhọn 45 độ là được. Đúng chưa? Thế còn cách hai? Cách hai là hai cạnh bằng nhau một góc 90 độ. À, tức là cách hai là mình đi chứng minh là đầu tiên là à, vuông vuông tại một đỉnh đúng không xong rồi là hai cạnh bằng nhau bên. À. đấy ví dụ như là mình nói nó vuông tại a rồi thì mình sẽ đi chứng minh tiếp là ab bằng ac thì nó sẽ thành vuông cân chỗ này là mình đi dùng định nghĩa này còn chỗ này là mình dùng dùng tính chất đúng chưa thế mà để chứng minh hai cạnh bằng nhau thì mình làm gì mình mình có cách cách gì để chứng minh hai cạnh bằng nhau yếu là sao? tức là ví dụ như một bài nào đấy mà mình đang cần chứng minh hai đoạn nó bằng nhau là ab bằng ac thì mình có cái hướng nào để mà chứng minh ab bằng ac chẳng lẽ đi đo à? không nhưng mà trong đề bài nó lại chưa cho bằng nhau chẳng hạn thế ừ. nó lại cho những yếu tố khác linh tinh ví dụ phân giác này, 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 này trung tuyến trung điểm rồi là trung trực các kiểu linh tinh nhưng mà ý của mình là muốn hai đoạn bằng nhau vậy mình phải nói thế nào có một cái hướng nào đấy thường gặp à? mà trong chương trình lớp bảy đó là gắn hai cạnh này vào hai tam giác bằng nhau. nào đó rồi chứng minh hai tam giác đấy bằng nhau à. đấy là cái tư duy hình học rồi, rồi rồi chúng ta sẽ lại nói cái tư duy hình học lại ở một cái video khác nhá còn hôm nay mình nói về tam giác vuông cân thì chỉ cần dừng ở đây thôi chúng ta có bốn cái dấu chấm thứ nhất là định nghĩa thứ hai là tính chất thứ ba là khi làm bài và thứ tư là dấu hiệu nhận biết tức là cách chứng minh một tam giác là vuông cân